Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy thể thích là ra giúp bạn. Mỗi lần đi biển cùng với bố mẹ, chắc hẳn bé sẽ vô cùng thích thú với việc vui đùa trên cát. Hôm nay Kip Plaza sẽ giới thiệu với các bé và các mẹ món đồ chơi xe cút kích đại 2066. Đây chắc hẳn sẽ là một món đồ chơi thích thú với các bé trong mỗi lần đi chơi biển. Và với dòng sản phẩm này sẽ giúp bé có thể vui chơi thoải mái trên bãi biển rộng mênh mông và có thể tạo ra những bãi cát vô cùng thích thú ạ. Bộ sản phẩm bao gồm sẽ là gồm một chiếc xe cút kích được thiết kế với mô hình giống y như một chiếc xe cút kích thật, giúp bé có thể dễ dàng kéo và đẩy xe một cách tiện lợi nhất. Ngoài ra thì có một chiếc chậu để tưới nước và chậu đựng cát cùng với các hình khối khác nhau để giúp bé có thể tạo hình khối cho cát. Một chiếc xẻng để xúc cát, một chiếc cào để giúp bé có thể cào được cát và một chiếc dùng để lăn cát cho mịn ạ. Với bộ sản phẩm này được làm bằng chất liệu nhựa hoàn toàn cao cấp, không chứa chất PVA độc hại nên mẹ có thể yên tâm. Đây là món đồ chơi rất an toàn đối với sức khỏe của bé. Ngoài ra thì với phần màu sắc vô cùng phong phú và phối hợp hài hòa với nhau sẽ giúp kích thích thị giác của bé phát triển một cách tốt nhất. Với món đồ chơi này sẽ giúp bé có thể vui đùa trên cát. Ngoài ra thì giúp bé có thể tưởng tượng sáng tạo một cách tốt hơn với những bãi cát dài mênh mông trên biển ạ. Với món đồ chơi này sẽ giúp bé có thể học được tập được cách năng động cũng như là hiểu được hơn về các công việc lao động hàng ngày. Và đây chắc hẳn sẽ là một món đồ chơi vô cùng thích thú và ý nghĩa đối với các bé. Hy vọng với sản phẩm này sẽ giúp bé và bạn có thể thích thú hơn, vui đùa hơn trên bãi cát với chiếc xe cút kích hay là những khối tạo hình cát này tạo hứng thú cho bé. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng của hệ thống Kip Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kipplaza.vn hoặc gọi điện từ số online 1900 6090 để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng một cách tốt nhất. Kip Plaza xin cảm ơn và hẹn gặp lại.